Có ông bố đẻ là em Hia đầy quyền lực nhưng Cirilla chẳng được thảnh thơi chút nào. Cô nàng cùng ông bố nuôi Gerald giờ đây trở thành mục tiêu săn đuổi của rất nhiều thế lực. Vốn là thợ săn quái đình đám, anh tóc trắng không khó để trừ khử những kẻ bám đuôi mình rồi đưa Jennifer và con gái nuôi rong ruổi khắp nơi để trốn tránh kẻ thù. Thế nhưng khi đã tìm được nơi trú ẩn, nam chính lại lạnh lùng giữ khoảng cách với cô bạn gái pháp sư. Những gì Jennifer đã làm trước đó khiến anh tóc trắng không thể dễ dàng bỏ qua. Mặc kệ anh thợ săn tỏ ra lạnh lùng hờn dỗi, nữ pháp sư vẫn kiên nhẫn viết thư giải thích mỗi ngày và chăm chỉ tìm cách giúp Cirilla rèn luyện pháp thuật. Dù sở hữu sức mạnh vô biên nhưng cô công chúa tóc vàng dường như không dễ dàng trong việc kiểm soát nó. Cũng vì là đối tượng truy nã của nhiều thế lực nên bộ ba liên tục phải di chuyển chỗ ở. Khi cả bọn đến trú ẩn ở ngôi nhà trong tuyết của anh lùn Jaben, nữ pháp sư biết anh bạn trai cũ chẳng ghét bỏ gì mình nên chủ động tạo cơ hội để họ gần gũi nhau hơn. Trong lúc không khí giữa cả ba nhân vật đã trở nên ấm áp thì việc học hành của Cirilla vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Cô công chúa rất chán nản nhưng Jennifer động viên rằng để có được sức mạnh như hiện tại, cô đã phải đánh đổi bằng những điều quý giá nhất. Điều này làm Cirilla đặt câu hỏi về việc nữ pháp sư từng phản bội Gerald. Nghe đến đây, Jennifer cho biết bản thân cô nàng đã rất dằn vặt về việc đó và sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này. Khi tuyết dần tan, Jaben mang thêm lương thực cho bộ ba và cho công chúa nhỏ biết sắp có lễ hội hóa trang mừng mùa xuân ở dưới làng. Công chúa thì đương nhiên thích những vũ hội, lại tự tin rằng đã mấy tháng nay họ được an toàn nên năn nỉ cha nuôi cho mình xuống làng dự hội. Cô nàng không biết rằng tên mặt sẹo đã thuê con quái Jackie truy tìm tung tích của cô. Nữ hoàng yêu tinh cũng tung toàn lực truy tìm Cirilla vì cô bé là niềm hy vọng mới của tộc yêu tinh. Trong khi đó, nhà vua Vizimir của vương quốc hùng mạnh nhất phương Bắc cũng tung người truy tìm cô công chúa tóc vàng để biến cô thành vương phi, củng cố quyền lực của hắn. Nhà vua sai pháp sư chọc đai cha giáo giết truy lùng cô nàng suốt 6 tháng qua nhưng không có kết quả nên đang rất sốt ruột. Bên kia, Cirilla vẫn hồn nhiên chọn siêm y để tham dự dạ hội hóa trang. Trong lúc công chúa tóc vàng vui vẻ nhảy múa, nam chính đứng canh me gần đó và ôn lại kỷ niệm với nữ pháp sư. Đúng lúc những câu chuyện cũ khiến Gerald bối rối thì Cirilla đòi vào mê cung chơi. Ở đây cô công chúa nhỏ bị tách khỏi cha nuôi và Jennifer, con quái cuộn tròn nhanh chóng lộ diện và đuổi theo cô nàng. Rất may là khi con quái đối diện với công chúa, nữ pháp sư đã kịp thời tìm thấy và tung phép thuật đẩy nó ra xa. Anh thợ săn cũng lập tức xuất hiện nhưng lại bị nó đẩy văng đi. Với kinh nghiệm săn quái, Gerald nhanh chóng lấy lại phong độ lao tới xử đẹp con quái vật. Thấy tung tích đã bị lộ, bộ ba vội vã quay về nhà thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường tìm nơi ẩn náu mới. Lúc này nam chính nhận định Vesemir đã dùng máu của Cirilla để truy tìm bọn họ nên việc cả nhóm cần làm là tìm được hắn trước khi bị đột kích lần nữa. Chán nản với việc liên tục phải dọn nhà, công chúa tóc vàng quyết định dùng bản thân làm mồi nhử kẻ thù lộ diện. Bộ ba liền để anh lùn râu dài tung tin rằng công chúa sẽ tham gia vào đoàn lữ hành của anh đến Erdin. Thông tin được lan ra cũng là lúc phụ tá của Daicha cùng Radovid hoàng tử Zedania đến tìm chốt nhỏ yêu cầu anh ta đi tìm Cirilla trong vòng 5 ngày. Đang bị nhân tình đuổi khỏi nhà vì thói lang nhăng, anh nhà thơ nửa mùa lại bị ép phải phản bội bạn bè nên rất tức giận. Đúng lúc này Jaben xuất hiện nhờ chốt nhỏ làm người hộ tống cô công chúa tóc vàng trong chuyến đi. Anh nhà thơ còn chán nản hơn khi biết mình đã vô tình trở thành mồi nhử con quái Jackie cùng với Cirilla. Tối hôm đó khi những người lùn hạ trại thì nam chính và nữ pháp sư đưa công chúa nhỏ đến một tòa thành đổ nát rồi kể cho cô nàng về mối thâm thù huyết hận giữa yêu tinh và con người. Phía bên kia, Francesca, nữ hoàng yêu tinh đã nghe được tin tức về Cirilla và quyết định sẽ hành động. Không biết về việc này, công chúa vẫn đang mơ màng nghĩ đến việc mình mang dòng máu nửa yêu tinh nửa người nên muốn thống nhất cả hai tộc lại, xóa bỏ đi hận thù hàng thế kỷ qua. Thấy con gái nuôi có tư tưởng khó tin như vậy, nam chính liền an ủi cô nàng rằng trên đời chẳng có chuyện quái gì dễ dàng như vậy cả. Đúng lúc này, tên mặt sẹo đem người xông tới định bắt gọn Cirilla. Sau một hồi đánh đấm qua lại, tên mặt sẹo tóm được công chúa, nhưng người của Jaben cũng vừa kéo tới chi viện khiến hắn đành phải mở một cánh cổng dịch chuyển bỏ trốn. Jennifer lập tức giữ cánh cổng cho Gerald đuổi theo nhưng vừa thò mặt ra đã bị hắn tung bão lửa định nướng chín. Bên ngoài, người của Francesca đã tới nơi nhân lúc hỗn loạn muốn đưa Cirilla đi. Vì đang phải giữ cánh cổng dịch chuyển nên Jennifer không thể bảo vệ công chúa nhỏ. Bên trong cánh cổng, nam chính thấy tình hình phức tạp liền mặc kệ tên mặt sẹo, vội vàng trở ra để truy tìm con gái. Ra ngoài không thấy Cirilla đâu, nam chính liền đại khai sát giới xử lý tất cả những người cản đường mình. Thật ra lúc này công chúa đang nấp ở một bức tường gần đó, thấy chốt nhỏ bị trúng tên mới lao ra bảo vệ anh. Một tên trong hội sóc nhân cơ hội túm lấy cô nàng nhưng đã bị Gerald xiên que tiễn về chầu ông bà. Tình hình được kiểm soát trở lại, nữ pháp sư cho cha con nam chính biết Rience đang được điều khiển bởi một thế lực tà ác mà cô không đủ sức chống lại. Jennifer muốn nhờ Tissa huấn luyện pháp thuật cho Cirilla, còn thợ săn thì kiên quyết muốn đuổi theo Rience để kết liễu hắn nên cả bọn liền tách nhau ra. Bên phía các yêu tinh, tên đầu cắt moi thấy người của mình tổn thất nhiều thì rất bực mình liền chỉ trích nữ hoàng chỉ vì một đứa máu lai mà hại chết người dân.
Hắn quyết định làm theo cách của mình để ngăn chặn việc Francesca điên cuồng tìm kiếm Cirilla. Bên kia, khi bộ ba đang lưu luyến từ biệt nhau thì Chót Nhỏ tìm tới gặp Radovid và nữ phụ tá của Đai Cha để báo lại tình hình. Anh nhà thơ hiến kế cho bọn họ hãy trừ khử Rience để lấy được lòng tin của công chúa nhỏ và nam chính. Bên phía nữ pháp sư, trước khi đưa Cirilla đến trường học pháp thuật, đã để lại thư cho Geralt và hẹn nếu chuyện ở học viện không ổn họ sẽ đến ngôi nhà ở trang trại mực. Trong lúc chờ liên lạc với Tissa, công chúa nhỏ gặp một người đàn ông tên Alegard. Điều này khiến cô nhớ đến những ảo ảnh trong đầu mình. Cô nàng tóc trắng muốn ngăn cản ông ta vì trong những ảo ảnh này, ông ta sắp chết, nhưng nữ pháp sư lại lôi cô nàng ra khỏi đó và nhắc nhở công chúa hãy thôi bận tâm đến những ảo ảnh. Bên kia, Geralt cùng Chót Nhỏ đến tìm ông đeo kính cô Zinger để hỏi về Rience. Tại đây, anh được biết tên mặt sẹo quả nhiên đang làm việc cho một pháp sư dơ bẩn ở khu mỏ Ammonit. Ông tóc bạc khuyên nam chính hãy đứng ngoài cuộc vì kẻ này rất nguy hiểm, nhưng anh sinh ra để liều mình nên đâu ngại. Trước khi rời đi, anh còn được biết Istres cũng đang đi tìm Cirilla. Biết mình sắp bước vào trận chiến sinh tử, Geralt liền muốn để Chót Nhỏ lại và đi một mình. Cùng lúc đó, Yennefer đưa công chúa đến gặp người bán những cánh cổng để tìm đường tới học viện pháp thuật. Nhưng lúc này Cirilla lại đọc được ảo ảnh khi nhìn một đứa trẻ nên quyết định thả nó đi. Việc này chọc giận tên mặt xăm đang giữ đứa bé nên hắn rút gươm định xử lý cô nàng. Thế nhưng nữ pháp sư dùng pháp thuật của mình vặn cổ hắn trước, nhưng người bán cổng lại hoảng loạn cho biết họ vừa chọc vào tổ kiến lửa. Cô nàng vội vã bỏ chạy mặc kệ Yennefer và Cirilla chuẩn bị vướng vào mớ rắc rối tiếp theo. Bên kia, bản thân Tissa cũng đang rất mệt mỏi vì vừa phải đối đầu với hội pháp sư về việc xử lý Cirilla, vừa không thể điều khiển Sabrina đi làm việc cho hoàng gia. Ở phía đối lập, Dai Cha đang cùng cô nàng phụ tá chơi trò tra tấn. Sau khi đem lại cho pháp sư chọc những cảm giác phê pha, cô à ép ông ta phải điều Radovid đến Zedania. Cùng lúc này, vị hoàng tử tóc xoăn lại đang tiếp Chót Nhỏ và được biết thông tin về Rience, rồi kích động anh ta đi tìm thêm thông tin của kẻ này hòng giúp Geralt. Anh nhà thơ không biết rằng nam chính đang một mình xông vào khu mỏ tìm kẻ thù. Bên phía nữ chính, sau khi gây ra ồn ào ở tiệm bán cổng thì đang bị nữ pháp sư mắng mỏ về việc đã chạy trốn còn thích thu hút sự chú ý. Nhưng Cirilla vẫn bướng bỉnh nói năng lực của cô là nhìn thấy tương lai nên cần phải thay đổi nó. Quá mệt mỏi với đứa con gái ở tuổi nổi loạn, Yennefer quyết định dùng đòn mạnh hơn. Bên này, tên yêu tinh đầu cắt moi Galatin đi tìm Cahill đang bị em Hia đày đi làm khổ sai để đề nghị hợp tác. Hắn muốn liên minh với Cahill để lật đổ Francesca, sau đó đầu hàng lửa trắng để người dân yêu tinh được sống trong yên ổn. Bọn họ đâu biết rằng trong hầm rượu của em Hia lúc này, nữ pháp sư da đen đã bắt đầu chán ngán với sự độc đoán của lửa trắng. Lại nói về Chót Nhỏ, không kích động được Radovid lại còn bị hắn ép phải hát ca mua vui. Nhờ bài hát cảm động của mình, anh nhà thơ thuyết phục được hoàng tử tóc vàng đi tìm tung tích của Rience. Cùng lúc đó, anh thợ săn vẫn đang loay hoay trong khu mỏ và tìm thấy một cô gái tóc trắng bị nhốt trong đống mạng nhện. Cô gái khóc lóc cầu xin nam chính hãy giúp cô và những người đang bị nhốt khỏi một tên yêu tinh cặn bã. Đang khai thác thông tin thì một con quái nhảy nhụa xuất hiện, nó dùng những cánh tay liên tiếp ép Geralt. Có hào quang nam chính nên dù bị ép lên tường hay đè dưới đất, cuối cùng anh thợ săn vẫn xử đẹp được con quái. Nhưng cô gái tóc trắng vừa cung cấp thông tin cho anh đã bị con quái đẩy ngã làm ngất xỉu. Về phía nữ pháp sư da đen không chịu nổi sự tàn bạo của lửa trắng nên đã tìm cách trốn ra khỏi căn hầm. Ở một diễn biến khác, Radovid đến báo cho Dai Cha và phụ tá về việc cần đi tìm thông tin của Rience. Cô nàng phụ tá Philippa nhanh chóng rời đi, còn hoàng tử lại âm thầm cho pháp sư chọc biết rằng ông ta cũng chẳng được vua Vizimir tin tưởng lắm vì ông đã tự mình đến gặp em Hia tối qua. Lúc này ở văn phòng thám tử của ông đeo kính, Rience đã đột nhập vào và tiễn cả đôi lên trầu trời vì tội tiết lộ thông tin cho nam chính. Ở học viện phép thuật, Tissa đã nhận được thư của Yennefer và rất lo lắng về việc cô đang trên đường về học viện. Để đảm bảo học trò cưng không gây ra thêm rắc rối gì, bà hiệu trưởng quyết định sẽ đi đón cô. Nhưng lúc này Yennefer đã đưa công chúa tóc vàng đến ngôi nhà cũ của mình rồi cho cô thấy quá khứ đau khổ mà cô đã trải qua. Nữ pháp sư cũng cho Cirilla biết mình từng gây ra cuộc nội chiến ở hội đồng pháp sư nên giờ đây cô không chắc có được phép quay về học viện hay không. Phơi bày mọi điểm yếu của bản thân, Yennefer muốn công chúa hiểu rằng cô phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình vì trên đời khó mà dựa dẫm được vào ai. Bên này, nam chính đã đưa cô gái tóc trắng ra khỏi khu mỏ. Điều kỳ lạ là cô gái này lại tự nhận mình là Cirilla. Sau khi thuyết phục được hoàng tử giúp mình truy tìm tung tích tên mặt sẹo, Chót Nhỏ liền chạy về nhà của nhân tình để nướng khoai. Nhưng anh chàng lại cứ liên tục nhắc tới hoàng tử và chuyện của Geralt khiến cô nhân tình đặt nghi vấn phải chăng Chót Nhỏ đã phải lòng Radovid. Không tin rằng mình đang thẳng lại hóa cong, anh nhà thơ định xúc than bỏ lò để chứng minh bản lĩnh đàn ông cho cô nhân tình thấy thì Geralt bỗng đập cửa đòi vào. Mặc dù đã đuổi anh nhà thơ về vườn để đảm bảo an toàn nhưng sau khi bị cô gái tóc trắng dọa cho hết hồn, nam chính đã quay lại lôi anh bạn bất đắc dĩ này lên đường cùng mình. Geralt đưa Chót Nhỏ đến gặp bản sao của Cirilla, hóa ra cô nhóc này là sản phẩm của phòng thí nghiệm. Anh thợ săn muốn đưa cô gái tóc trắng đến gặp thuật sĩ Annika để tìm hiểu rõ hơn.
Tại đây anh nhà thơ gặp Otto là người sói mà nam chính đã cứu ở phần trước. Geralt hỏi thì được biết Annika và anh sói gặp nhau trong đám tang của mẹ anh. Nhưng nam chính không quá bận tâm về điều này mà lo lắng khi biết rằng cô gái tóc trắng là người Lai yêu tinh và đang bị ếm mùa kiểm soát tâm trí. Bà thuật sĩ nhanh chóng cho bản sao Cirilla uống chiết xuất thảo dược để hòng tim được kẻ đã ếm mùa cô nàng. Còn công chúa thật đang được Jennifer đưa đến ngân hàng của người lùn để kiếm một hầm trú ẩn và người trông nom nữ chính. Sau khi giao cô nàng cho Fabio, nữ pháp sư quyết định xuống hầm làm chuyện riêng. Bên kia Daicha và Philippa đến gặp Visimir để hỏi về chuyến thăm của nhà vua với quân phương Bắc Ninfa. Nhà vua cho biết quân phương Bắc sẽ giao cho ông ta một nửa tòa thành nếu ông đem công chúa tóc vàng cho họ. Pháp sư chọc cho rằng nhà vua đã bị lừa nhưng ông ta kiêu ngạo đáp mình là vua nên làm gì cũng đúng. Sự việc khiến Daicha khó ở, ông ta quyết định âm thầm chống lại nhà vua và sử dụng Radovid, còn Philippa sẽ đến tìm Tissa để khai thác thông tin. Cặp đôi phản diện quyết định không để nam chính tìm được Rians. Bên kia nữ pháp sư đã gặp bà hiệu trưởng dưới căn hầm bí ẩn và chỉ trích cô giáo cũ vì đã để hội pháp sư nhúng tay vào việc bắt Cirilla đổi lấy thành trì của phương Bắc. Khi thấy cô giáo cũ của mình nổi giận, Jennifer đề nghị bà hãy giúp cô che giấu công chúa tóc vàng khỏi bàn tay của tên mặt sẹo. Trước những lời khẩn cầu của học trò cưng, Tissa xúc động cho rằng nữ pháp sư đã tìm được bản năng làm mẹ cho dù không cần sinh con. Không biết rằng người khác đang khổ sở vì mình như thế nào, công chúa tóc vàng theo anh chàng thu ngân lang thang trên phố và được nghe những truyền thuyết đáng sợ về học viện pháp thuật. Cùng lúc đó, nữ pháp sư trong hầm rượu sau khi thoát được đã đến tìm Istres để bán thông tin về một cuốn sách. Phía hai yêu tinh phản nghịch cũng đã đến tìm lửa trắng để xin được che chở dưới trướng của ông ta. Thấy có thể lợi dụng được em hai quyết định cho yêu tinh đầu moi ở lại trong thành xin cha. Sau đó đề nghị lửa trắng cho mình đi tìm Cirilla để chuộc tội và được lửa trắng chấp nhận. Quay lại với nam chính, anh đã gọi tỉnh Cirilla bản sao và biết cô bé tên Terin. Cô gái tóc trắng cho biết mình bị một người đàn ông mặt sẹo bắt cóc, sau lưng ông ta là người phụ nữ có giọng nói kỳ lạ. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Terin lên cơn kích động sau đó buông lời nguyền rủa rồi tung trưởng đẩy bay Annika cùng nam chính. Sự việc cũng khiến Otto lên cơn hóa thú. Geralt đã phải cố hết sức mới giữ được anh sói và hô hoán chót nhỏ du cho Terin ngủ. Trong lúc bản sao làm loạn, Cirilla hàng thật vẫn đang đi dạo trong chợ và xảy ra tranh cãi với người bán quái vật giỏng. Trong lúc tên bán quái định tấn công cô nàng thì vô tình làm đổ lồng giam quái vật khiến con quái thoát ra ngoài. Dạo chơi đã buồn chán nên công chúa liền ra tay xử lý con quái nhưng sau đó mới phát hiện ra cô ả tóc xoắn đã trộm mất túi tiền của mình trong lúc hỗn loạn. Thấy mình đã gây rắc rối, Cirilla liền dùng bùa liên lạc với Jennifer nhưng không thành công. Đã thế công chúa còn bị một bà cô to béo xông ra và cho một phát lật mặt. Rất may là Jennifer và bà hiệu trưởng đã kịp thời xuất hiện. Tissa dùng phép thuật truy tìm quá khứ đau khổ của công chúa tóc vàng và tỏ ra rất lo ngại. Sau đó, nữ pháp sư dắt các cô bạn của mình đến hồ tắm để thác loạn. Ở đây họ đối xử với Cirilla như một người hầu và đặc biệt là Jennifer cũng yêu cầu cô phải cúi đầu trước bọn họ. Quen được nuông chiều, lại được nghe những truyền thuyết đáng sợ về học viện phép thuật nên công chúa nổi cáu nói chị đây đếch cần phải bán linh hồn để có quyền lực như các nữ pháp sư. Cuộc tranh cãi khiến Cirilla rất đau lòng và nhớ cha nuôi của mình. Cô nàng không biết rằng giờ đây Geralt đang phải đối diện với những đau đớn khi Annika nhắc tới người mẹ quá cố của mình. Chính vì từng bị mẹ ruột bỏ rơi nên nam chính quyết định dù mất mạng cũng phải bảo vệ Cirilla. Anh lên kế hoạch quay lại học viện pháp thuật tìm cô con gái nuôi để giữ cô trong vòng tay của mình. Cùng lúc đó, nữ pháp sư đang đề nghị bà hiệu trưởng mở cuộc họp kín để gắn kết hội đồng pháp sư nhằm bảo vệ Cirilla. Cô sẵn sàng đứng trước sự chỉ trích và công kích của hội đồng để cô công chúa nhỏ có được một vị trí an toàn. Không biết điều này, cô nàng tóc vàng đã dùng bùa liên lạc để gọi cho Geralt và nhận được lời nhắn họ sẽ sớm gặp lại nhau. Bên kia, pháp sư chọc đã ra tay sát hại vương hậu của Visimir để khiến nhà vua suy sụp. Radovid biết chuyện nhưng bị Daicha đe dọa nên chỉ có thể im lặng. Cùng lúc đó, Philippa vừa chơi trò cắt kéo với người tình đồng tính vừa đau đầu tìm hiểu về người phụ nữ tóc xù không hề mở miệng từng đi xuyên qua cánh cổng dịch chuyển của cô. Quả nhiên người phụ nữ này đứng sau lưng Rians và đang truyền lệnh của một người giấu mặt cho tên mặt sẹo. Ở một diễn biến khác, Francesca đã được biết Gan Latin đã đến xin cha đầu hàng nửa trắng. Quả nhiên lúc này anh đầu moi đang sung sướng hưởng thụ trong lâu đài của em hai. Nhưng sự sung túc của Gan Latin chẳng kéo dài quá lâu, ngay trong đêm hôm đó cá hơ đã cắt cổ anh chàng để chứng minh sự trung thành với em hai. Về phía nữ chính, sau khi tranh cãi với nữ pháp sư đã quyết định tự mình đi tìm cha nuôi. Lúc cưỡi ngựa băng qua khu rừng, ảo ảnh về sự chết chóc tiếp tục bám lấy cô nàng. Bên kia Tissa quả nhiên đã triệu tập một cuộc họp kín để Jennifer thuyết phục mọi người chống lại Visimir và bảo vệ Cirilla. Tissa đã chấp nhận để công chúa tóc vàng đến lâu đài làm tập sự. Tại học viện, Istres cũng đang tìm kiếm cuốn sách về đá nguyên khối để bảo vệ những yêu tinh còn sót lại. Lúc này nam chính cũng đang thuyết phục con gái nuôi trở lại học viện pháp thuật. Tin tức về cuộc hội nghị của các pháp sư rất nhanh chóng truyền tới tai Daicha.
ông ta và Philippa lên kế hoạch đổ tội giết vương hậu cho các pháp sư. Điều bất ngờ là Jennifer đã đến dự tang lễ vương hậu và tiếp cận nữ phụ tá của pháp sư chọc. Trên thực tế, Philippa và Tissa vốn là bạn bè thân thiết nhưng vì một khúc mắc nào đó mà hai cô nàng đã ở thế đối nghịch. Lần này, nữ pháp sư dị dạng muốn nhân cơ hội đến đám tang để nối lại mối quan hệ giữa bà hiệu trưởng và cô nàng phụ tá này. Cuộc đấu khẩu giữa cô nàng dị dạng với cặp đôi pháp sư chọc chưa đến hồi kết thì Visimir đã phát động chiến tranh với lửa trắng. Jennifer liền tiến tới đề nghị nhà vua hãy cử pháp sư của mình tham gia mật nghị của hội pháp sư để nhận được sự bảo trợ của hội. Trước màn thao túng tâm lý của cô nàng dị dạng, Visimir quyết định để em trai mình cùng hai pháp sư tới dự mật nghị. Ở một diễn biến khác, cha con nữ chính đã lên tàu đến học viện pháp thuật. Tuy nhiên khi tàu đi ra giữa biển thì bị quái vật tấn công. Vốn là thợ săn quái nên nam chính liền cùng con gái lập tức chuẩn bị vũ khí để nghênh chiến. Không để họ phải đợi lâu, con quái từ dưới biển lao lên mạn tàu. Cirilla xông ra trước dùng gươm và những tuyệt kỹ của mình xiên một nhát vào đuôi con quái. Lưỡi gươm vẫn ghim chặt ở đuôi con quái nên công chúa tóc vàng có phần yếu thế. Geralt liền ném gươm cho con gái đúng lúc cô nàng mất đà ngã xuống suýt thì thành mồi ngon cho nó. Với thanh gươm mới cùng sự hậu thuẫn của cha nuôi, công chúa tóc vàng đã mạnh mẽ xiên que con quái vật biển trong ánh mắt tự hào của nam chính. Nhờ màn thể hiện của Cirilla, cả bọn đã an toàn đến được lâu đài pháp thuật. Trong khi đó, sau khi từ vương quốc của Visimir về, Jennifer lại bị cánh cổng dịch chuyển dẫn tới vách đá bên bờ biển. Tại đây, cô gặp kẻ mang hình hài của Geralt tiếp cận và truy hỏi về công chúa tóc vàng. Kẻ này bỗng rút gươm định tiễn nữ pháp sư về thăm ông bà nhưng cô kịp thời chống trả. Đang chiến nhau thì một cánh cổng khác xuất hiện, cô nàng dị dạng vội vàng lao vào đó và về được học viện. Cô lập tức nói với hai đồng nghiệp về việc mình đã bị một ảo ảnh tấn công và muốn tìm Tissa để thông báo sự việc. Tuy nhiên hai cô nàng đồng nghiệp đã ngăn cô lại. Cha con nữ chính đã nhanh chóng tới lâu đài và gặp lại nữ pháp sư. Cirilla nói lời xin lỗi với cô nàng dị dạng vì đã bỏ đi và nặng lời. Trong khi chót nhỏ và công chúa tóc vàng được yêu cầu đi tắm gội và nghỉ ngơi thì Geralt cùng Jennifer có cuộc nói chuyện riêng. Sau khi du công chúa ngủ, anh nhà thơ thấy bóng dáng Radovid nên lập tức chạy tới hỏi han. Tuy là người của hai chiến tuyến khác nhau nhưng tâm hồn của hai anh chàng này lại hết sức đồng cảm. Hoàng tử chủ động bày tỏ sự mến mộ với anh nhà thơ và nhận được nụ hôn cháy bỏng từ chót nhỏ. Lúc này hai anh chàng đồng điệu về tâm hồn chẳng còn tâm trạng nào mà nói về lý tưởng hay sự tranh giành. Họ quấn lấy nhau mặc kệ thù hận và những mưu toan vây xung quanh mình. Bên phía cá hơ sau khi nhận lệnh đã giả vờ đem đồ ăn đến cho nữ hoàng yêu tinh và thông báo rằng lửa trắng bảo vệ các yêu tinh. Tên cằm trẻ liền đề nghị đôi bên hợp tác để tìm Cirilla nhưng Francesca không dễ mắc lừa. Đến lúc này cá hơ liền đưa bức thư mà em hai giao cho hắn cho nữ hoàng yêu tinh, đọc xong cô bỗng thay đổi hoàn toàn chiến thuật, chấp nhận trở thành đồng minh của lửa trắng. Ở học viện pháp thuật, vì không muốn kinh động Tissa về việc Jennifer bị ảo ảnh tấn công trong cổng dịch chuyển nên pháp sư tóc đỏ đã tìm đến Istres để xin được hỗ trợ. Cô ta đề nghị anh chàng mùm lông dùng phép thuật định vị để xem cuốn sách về đá nguyên khối đã được kẻ nào đưa tới đây. Những hình ảnh hiện lên trong lúc họ làm phép định vị khiến cả hai đều bàng hoàng. Cùng lúc đó cô nàng dị dạng nói với anh tóc trắng về sự việc mình bị ảo ảnh tấn công. Anh cũng chia sẻ với cô về chuyện anh gặp những cô gái bị đem ra làm thí nghiệm để tìm cách khống chế Cirilla. Cả hai sâu chuỗi sự việc và nhận ra kẻ đứng sau tên mặt sẹo và những chuyện vừa rồi rất có thể là Che Gobor. Geralt muốn xử lý tên pháp sư phản bội này ngay lập tức nhưng Jennifer lại đề nghị phải vạch trần hắn từ từ tránh gây tổn hại đến hòa khí của hội pháp sư. Không biết rằng mình sắp bị bại lộ, tên pháp sư phản bội vẫn ung dung bước vào đêm tiệc của hội pháp sư. Các phe phái khác cũng sẵn sàng lên đồ chỉ còn chờ giờ xé mặt nạ của nhau. Dù đã bàn bạc với nhau phải kiên nhẫn nhưng khi nhìn thấy Che Gobor trong buổi dạ tiệc, nam chính vẫn rất khó chịu. Vốn quen hành hiệp giang hồ, giờ đây phải nhìn cả bọn người màu mè giả tạo khiến Geralt rất khó chịu. Đang chán nản thì cô nàng nóng bỏng Sabrina bước đến tiếp cận anh thợ săn. Tuy nhiên khi nắm lấy tay cô anh nhìn thấy những hình ảnh không mấy thoải mái nên bỏ đi lấy rượu. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa đến chỗ lấy rượu Geralt lại gặp ngay Philippa và Daicha. Lão pháp sư chọc liền thuyết phục anh thợ săn giao công chúa tóc vàng cho bọn hắn nhưng thứ ông ta nhận được chỉ là cái quay lưng lạnh lùng. Đang chán ốm vì những vị khách thảo mai nhạt nhẽo, anh thợ săn lại nhìn thấy cảnh Jennifer gặp lại Istres nên hơi khó ở. Bản thân cô nàng dị dạng cũng chẳng dễ chịu gì khi hàng loạt nữ pháp sư khác bám lấy anh tóc trắng. Kết thúc điệu nhảy, Istres dường như nổi điên lao tới gây gổ với anh thợ săn. Cả hai nhanh chóng lao vào đánh nhau trước mặt quan khách, rất may là Geralt kịp thời kiềm chế lại. Tissa cũng nhanh chóng đứng ra cứu vãn không khí của buổi tiệc và hàn gắn mối quan hệ của cặp đôi bất thường. Trên thực tế, màn đánh ghen giành gái của nam chính và tình địch chỉ là vở kịch được họ dựng lên mà thôi. Việc Geralt bực bội rời khỏi nơi trò chuyện là vì anh thấy tên pháp sư râu bạc đang giở trò bắt nạt một bé gái. Nhân cơ hội này, anh cảnh cáo Che Gobor rằng sẽ đến lúc anh trả lại những gì mà hắn gây ra. Trong cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với Jennifer, Istres đã cho cô nàng biết về cuốn sách liên quan đến đá nguyên khối có đề cập đến cách du hành vũ trụ.
Anh cũng khẳng định mình và Chit đã dùng thần chú phát hiện ra chủ nhân cuốn sách đó chính là Che Gobor. Điều này càng khẳng định những nghi ngờ của cô và Nam chính là có cơ sở, rằng chính gã pháp sư râu bạc đứng sau Rians. Để có thời gian tìm xem Che Gobor giấu cuốn sách ở đâu, hai anh chàng đã quyết định dàn dựng vụ đánh ghen để gây sự chú ý của mọi người và cầm chân lão râu bạc. Trong lúc hai anh chàng đánh nhau, Jennifer đã lẻn đi tìm cuốn sách nhưng Che Gobor cũng sớm được báo hiệu về sự việc. Lão pháp sư bắt gặp cảnh cô nàng dị dạng đang lục tung đồ đạc của mình nhưng chưa kịp ra tay thì Gerald đã xuất hiện. Sự vắng mặt của hai nhân vật ồn ào đã khiến Tissa cùng một số pháp sư tò mò kéo đến. Tại đây, cặp đôi bạo lực đã chỉ ra tội lỗi của Che Gobor bao gồm ăn cắp sách cấm, bắt cóc thực tập sinh và thí nghiệm phạm pháp trên họ, cố tình hãm hại Jennifer. Với những bằng chứng thuyết phục tên râu bạc bị hội đồng ra lệnh bắt giam. Xong việc, cả bọn quay lại với bữa tiệc và Gerald nhân cơ hội bày tỏ tình cảm với Jennifer. Buổi tiệc mệt mỏi đến mức vừa về phòng, nam chính đã phải lập tức đem cô pháp sư ngọt nước ra làm một trận xếp hình cho bõ những gì phải chịu đựng. Cô nàng cho nam chính biết Philippa đã dụ dỗ cô bước theo con đường của cô ta và ngừng kế hoạch kết nối các pháp sư phương Bắc lại. Điều này khiến anh thợ săn nghi ngờ rằng bọn Dai Cha đang giấu một bí mật gì đó. Anh tóc trắng tò mò hỏi về nữ pháp sư không nói chuyện được vì nghe Terin nói rằng kẻ đứng giữa Che Gobor và Rians là một pháp sư không biết nói. Cô nàng dị dạng cho Gerald biết đó là Lydia, miệng của cô ta đã bị thương nên không thể nói chuyện mà sẽ truyền thông tin qua thuật thần giao cách cảm. Anh tóc trắng kể lại với bạn gái rằng pháp sư da đen bổ của Tissa đã dụ dỗ anh về phe họ và để cô ở lại học viện lâu nhất có thể. Nhưng Gerald không thích bị bó buộc với những kẻ chỉ thích màu mè nên lạnh lùng từ chối. Trong cuộc trò chuyện, Vinji Force đã nói về một trận chiến sắp tới và để lộ thái độ cho thấy mật nghị giữa các pháp sư không thành công. Đã vậy, Gerald còn phát hiện ra vòng đeo tay mà pháp sư da đen này tặng cho Tissa làm bằng hồng ngọc Ammonit giống với loại đá quý khảm trên hoa tai của Lydia. Sau chuỗi mọi việc, cặp đôi nhận ra Che Gobor không phải là chủ mưu vụ việc bắt cóc các bé gái và điều khiển tên mặt sẹo mà kẻ đứng sau tất cả lại chính là Vinji Force. Họ lập tức chia nhau ra, anh thợ săn tìm được tẩu thoát còn cô nàng pháp sư định vị Tissa xem nữ hiệu trưởng có đang an toàn hay không. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Gerald đã bị Dai Cha kề dao vào cổ rồi ép anh phải đi theo mình. Nam chính không chút nao núng, anh để lại thanh gươm của mình ở cửa rồi đi theo pháp sư chọc. Trong phòng, cô nàng dị dạng cố định vị Tissa nhưng không thành công. Cô bắt đầu lo lắng nên vội ra ngoài xem tình hình và phát hiện ra thanh gươm Gerald để lại. Tình hình bên ngoài lúc này rất hỗn loạn, những vụ bắt bớ xảy ra khắp nơi. Jennifer liền mang theo thanh gươm của nam chính rồi trốn đi tìm Cirilla. Bên này, Radovid đã tỉnh dậy sau đêm mây mưa với anh nhà thơ và tìm cách bắt cóc công chúa tóc vàng. Rất may là chót nhỏ đã kịp thời tỉnh giấc và ngăn cản hành động của anh ta. Nhà thơ rất đau lòng vì tình cảm chớm nở của mình đã bị phản bội nhưng điều khiến anh lo lắng hơn là Cirilla đã biến mất. Là nữ chính nên cô công chúa có trong mình hào quang đặc biệt, cảm nhận được sự bất thường nên đã vội vã bỏ trốn. Quay lại với nam chính lúc này đã bị đưa đến nơi giam giữ các pháp sư. Dai Cha đã biết việc Vinji Force là chủ mưu vụ điều khiển Rians nên quyết định biến mật nghị thành một cuộc thanh trừng các pháp sư phản bội. Cùng lúc đó, cô nàng dị dạng đi vào một căn phòng tối và chạm mặt Lydia, nữ pháp sư câm có thuật tàng hình nên dễ dàng hạ gục Jennifer và ép cô phải phục tùng Vinji Force. Thế nhưng đúng lúc Lydia định ra tay với cô nàng dị dạng thì Chit kịp thời xuất hiện cứu cô ả một mạng. Hai cô nàng quyết định đi tìm Tissa để xử lý sự việc nhưng lúc này bà hiệu trưởng đã đến phòng giam giữ các pháp sư. Tissa nóng lòng muốn cứu tình trẻ ra khỏi phiên phán xử nhưng cả pháp sư chọc lẫn nam chính đều khẳng định Vinji Force chính là kẻ đứng sau Rians. Chưa kịp vạch trần tên phi công trẻ này thì nam chính phát hiện ra có người dùng bùa chú che giấu một đoàn quân đang đổ bộ. Vinji Force liền lớn tiếng thuyết phục bà hiệu trưởng rằng phải niệm thần chú cởi trói cho anh ta để chống lại pháp sư chọc, nếu không đội quân sẽ đổ bộ ngay lập tức. Thấy tình thế cấp bách, Tissa nhanh chóng tháo còng tay cho phi công trẻ. Trong phòng lập tức trở nên hỗn loạn vì trận chiến đấu của hai phe. Dai Cha vội vã rời khỏi phòng và không quên cho Gerald biết ông ta đã bố trí 50 sát thủ trên các tàu ven biển. Điều đáng nói là pháp sư chọc khẳng định công chúa tóc vàng đã bị khống chế. Tin tức này làm anh thợ săn nổi điên, không ngại lao vào tẩm quất rồi trổ tài nắn chỉnh xương khớp cho pháp sư chọc. Xong xuôi, anh mới hùng dũng bỏ đi tìm con gái nuôi, mặc kệ Dai Cha gào thét vì đau đớn. Trong phòng, phe của Tissa và phi công trẻ đã thắng thế nhưng bà nhanh chóng rời đi sau khi đuổi cô bạn nối khố rời khỏi lâu đài. Theo Ghost Vinji Force, bà hiệu trưởng lên kế hoạch đuổi nhóm Dai Cha ra khỏi học viện nhưng tên phi công đã lập tức xé mặt nạ. Hắn nói bản thân đã liên minh với Lửa Trắng và họ sắp sửa tiến vào đây để đốt sạch, phá sạch. Đến lúc này bà hiệu trưởng mới nhận ra mình đã bị phản bội, Vinji Force cũng chẳng ngại nói thẳng hắn chỉ lợi dụng bà mà thôi. Ngay sau đó, tên phi công trẻ làm phép mở cánh cổng cho đội quân của Lửa Trắng tiến vào đối diện với Tissa, còn bản thân thì bỏ đi. Đội quân này là vợ chồng nữ hoàng yêu tinh cùng Cahill, cả bọn nhanh chóng tuyên bố chiếm lâu đài rồi lùng sục công chúa tóc vàng.
nhưng sau lưng bà hiệu trưởng lúc này là hàng loạt các pháp sư đang lần lượt tiến vào sẵn sàng chiến đấu. Đôi bên lập tức giao chiến vì không có nhiều thì giờ để tâm sự thêm nữa. Bên kia công chúa tóc vàng đã gặp được Jennifer, cô nàng dị dạng muốn đưa Cirilla rời đi. Dù rất lo lắng cho cha nuôi nhưng cô nàng tóc vàng cũng đành phải nghe lời nữ pháp sư. Ở một diễn biến khác, trận chiến giữa các pháp sư và quân cảm tử của Lửa Trắng diễn ra hết sức ác liệt. Tissa tung một quả cầu phép quyết triệt hạ nữ hoàng Francesca nhưng chồng của cô nàng đã lao ra chắn cho vợ. Anh nổ tung ngay trước mặt nữ hoàng khiến cô vô cùng đau đớn. Người của phe yêu tinh cũng lập tức phản kích. Francesca dùng phép thuật đóng tất cả cánh cửa trong căn phòng sau đó tạo ra một vòng lửa khổng lồ cho thiêu rụi tất cả. Lúc này Jennifer và Cirilla đang cùng nhau bỏ chạy thì đụng mặt Rians. Hắn quyết tóm bằng được cô công chúa tóc vàng. Thay vì chiến đấu, cô nàng dị dạng lại tìm kế hoãn binh. Cô chậm rãi rút thanh gươm của nam chính ra sau đó bất thình lình quăng nó về phía tên mặt sẹo. Tên này chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Gerald từ đâu hiện hình chộp lấy thanh gươm rồi cắt gọn thủ cấp của tên mặt sẹo. Nam chính thông báo qua tình hình trong lâu đài cho bạn gái biết rồi tuyên bố phải đưa Cirilla rời khỏi học viện. Bên kia ngọn lửa của Francesca khiến tất cả vô cùng hỗn loạn. Nữ hoàng yêu tinh đã lấy lại được tinh thần quyết đòi món nợ máu. Rất mau Chit và Istres đã kịp trở lại. Nhóm pháp sư ủng hộ Dai Cha cũng quay xe hỗ trợ Tissa. Thế nhưng lúc này bà hiệu trưởng lại không muốn chiến đấu nữa. Chit cũng không may trúng tên gục xuống. Thấy không trông chờ được gì từ bà hiệu trưởng dại trai, Istres liền quyết định đi tìm cuốn sách mà Vinji Force cất giấu. Về phần mình, Tissa bước ra ban công dùng phép thuật triệu hồi tia sét hủy diệt. Nhóm nam chính đang trên đường bỏ trốn thì nhận thấy dấu hiệu này. Công chúa tóc vàng biết Jennifer lo lắng cho thầy mình nên động viên cô quay lại giúp bà hiệu trưởng. Dù không nỡ nhưng cô nàng dị dạng đành nói lời tạm biệt với cha con nam chính rồi quay lại lâu đài. Lúc này trong lâu đài Cahill gặp lại Frink Ila thì rất ngạc nhiên, hóa ra cô nàng không hề bị giết mà đã bị em hai ném xuống hầm thử rượu bấy lâu nay. Không muốn hàn huyên quá lâu, nữ hoàng yêu tinh cử Cahill đi bắt Cirilla còn bản thân hạ quyết tâm xử lý Tissa. Quả nhiên bà hiệu trưởng đang điều khiển tia sét hủy diệt tấn công mọi người trong lâu đài. Không biết việc này, Istres vẫn vội vã đi tìm cuốn sách nhưng lại đụng trúng Vinji Force. Hắn tung chiêu đẩy anh chàng vào một cánh cổng tăm tối rồi nở nụ cười đắc thắng. Bên này Dai Cha đang cố gồng mình lên sau khi bị nam chính nắn chỉnh xương khớp. Nhưng nữ pháp sư tóc xù đã kịp thời tới giúp ông ta chạy trốn. Cũng đang trên đường chạy trốn nhưng cha con nữ chính lại đụng mặt Cahill. Cirilla nhận ra hắn chính là kỵ sĩ đen luôn ám ảnh trong giấc mơ của mình nên quyết định đối diện với hắn bằng thanh gươm của mình. Thế nhưng tên này lại buông vũ khí quỳ xuống dưới chân công chúa sẵn sàng chấp nhận cái chết. Hắn nhận tất cả tội lỗi đã gây ra cho Sincha và gia đình cô và sẵn sàng dùng mạng để đổi lấy sự tha thứ. Nhưng Cirilla chưa kịp định thần thì hội sóc kéo tới, Cahill liền liều mình đứng ra cản bọn chúng để cha con nữ chính chạy trốn. Ở trong lâu đài, sức của Tissa đã yếu dần, nhóm nữ hoàng yêu tinh vẫn còn sống nên quyết định phản kích. Vừa tung đòn định thổi bay nhóm Chit để tiến đến xử đẹp Tissa thì Francesca gặp ngay Jennifer vừa quay lại. Lúc này Che Gobo cũng từ đâu xuất hiện quyết tâm trả đũa những kẻ xâm lược. Thấy đã có người cầm chân kẻ thù, cô nàng dị dạng và các bạn vội rời đi, chia nhau đi tìm những pháp sư còn lại. Bên này cha con nam chính đang chuẩn bị lấy thuyền xích để rời đi thì phát hiện Vinji Force cũng ở trong này. Gerald liền để con gái nuôi chạy trước còn mình sẵn sàng tử chiến với tên phi công cháo trở. Đấu võ mùng chán hai anh chàng liền dùng vũ khí để trao đổi chiêu thức. Sau 7-7-69 chiêu đấu kiếm, Gerald bị phản đòn nên ngã ngửa về sau. Bên phía công chúa tóc vàng lại một mình chạy lên tòa tháp phát ra tia sét hủy diệt. Ở một diễn biến khác, Tissa vừa kiệt sức gục xuống thì Jennifer kịp chạy tới kéo bà rời đi. Trên bờ biển, anh thợ săn tuy bị đánh đau nhưng vẫn liều mình chắn mũi thiết bảng của Vinji Force để con gái có cơ hội chạy thoát. Hết bị xiên vào chân lại bị đập thẳng vào cột sống, Gerald không thể trụ vững liền gục xuống bất lực nhìn theo tên phi công đang đuổi theo Cirilla. Lúc này cô công chúa tóc vàng đã leo lên đỉnh tháp nhưng Vinji Force cũng đã đuổi tới nơi, dùng lời ngon ngọt dụ cô nàng làm học trò của mình. Không muốn nghe đài địch, nữ chính tiếp tục tiến tới ban công của tòa tháp và đối diện với một tảng đá phát sáng. Nhìn thấy cô gái đang cố kết nối với tảng đá, Vinji Force hoảng hốt thuyết phục cô dừng lại nhưng đã bị công chúa dùng phép thuật đẩy bay khỏi đỉnh tháp. Dưới bờ biển Chit đã cứu được anh thợ săn, nhóm pháp sư cũng kịp thời hội ngộ nhau để nhìn thấy cảnh ngọn tháp sụp đổ. Sau khi tàn phá nguyên tòa tháp của học viện pháp thuật, nữ chính bị văng tới một vùng sa mạc và ngất xỉu. Trong lúc này ở học viện chót nhỏ thấy mọi thứ đã tan tành, anh đi tìm cha con nữ chính nhưng lại gặp Radovid và được anh ta cho biết những gì đã xảy ra. Dù rất lưu luyến anh người tình một đêm nhưng nhà thơ vẫn quyết định đi tìm bạn bè mình trước. May mắn là vừa ra khỏi phòng thì chót nhỏ thấy nữ pháp sư, cô cho biết đã lục tung ngọn tháp đổ nát nhưng không thấy Cirilla đâu. Còn Gerald lúc này bị thương rất nặng và được đưa đến tộc người cây. Bên kia công chúa tóc vàng đã tỉnh lại giữa sa mạc và tự nắn lại khớp xương tay cho mình. Xong việc cô nàng dùng bùa liên lạc để tìm cha mẹ nuôi nhưng vô hiệu.
Đúng lúc này cô nàng thấy một bóng người phía xa, nhưng quay lại thì cái bóng lại biến mất. Không còn cách nào khác, Cirilla đành lang thang thám hiểm khắp sa mạc để tìm cơ hội sinh tồn. Cái nắng bỏng rát của sa mạc khiến cô nàng bị bỏng khắp mặt. Sau khi định thần lại, cô quyết định đi theo hướng mặt trời lặn với hy vọng sẽ thấy nước uống hoặc thức ăn gì đó. Nhưng đi mãi đến khi đêm buông xuống rồi lại sang ngày mới, cô vẫn chẳng tìm thấy gì mà còn quay lại điểm xuất phát. Đi đến cuồng cả chân mới thấy một vũng nước, nhưng Cirilla đau đớn khi phát hiện ra đó chỉ là vũng nhớt nhầy nhụa. Đúng lúc này phía sau lưng cô nàng xuất hiện một con ngựa trắng. Thình lình vũng nhớt trên sa mạc cử động và mọc ra những răng nanh, sau đó chồm lên muốn nuốt chửng cô nàng. Hóa ra đó là một con quái đang há miệng làm bẫy chờ hốt chọn con mồi béo bở. Công chúa tóc vàng nhanh nhẹn né được rồi quay lại trò chuyện với con ngựa một sừng, nhưng nó chẳng hiểu gì nên bỏ chạy. Nữ chính đuổi theo con ngựa nhưng nó đã biến mất. Thứ đón đợi cô lúc này là cơn bão cát mịt mù và nỗi tuyệt vọng. Cơn bão qua đi, cô nàng vẫn không thấy con ngựa đâu nên nghĩ mình đã gặp ảo giác. Quá đói, công chúa liền trộm trứng thần lằn để ăn, nhưng lại bị ảo ảnh của mẹ trách mắng rằng công chúa thì phải giữ hình ảnh. Ảo ảnh của bà mẹ liên tục buông lời trách móc việc Cirilla trở thành gánh nặng cho những người thân. Cô nàng điên tiết chửi lại khiến ảo ảnh của bà mẹ biến mất. Tầm này thì còn liêm sỉ gì nữa, Cirilla liền vồ lấy con thần lằn gần đó rồi ăn tươi nuốt sống. Nhưng món ăn kém vệ sinh này khiến cô bị ngộ độc rồi tiếp tục gặp ảo giác về một cô công chúa điên. Cô công chúa điên cho nữ chính biết rằng chính cô ta đã ra tay sát hại người cha vô tích sự của mình. Cô nàng cũng động viên tóc vàng rằng hãy mạnh mẽ bước tiếp vì cô là người có khả năng thay đổi vận mệnh. Sáng hôm sau, Cirilla tỉnh dậy và lại thấy con ngựa một sừng đang đứng gần đó. Muốn xác nhận xem nó là hàng thật hay chỉ là ảo ảnh, cô nàng tiến tới muốn chạm vào nó nhưng con kỳ lân lại quay mông bỏ đi. Lần này con ngựa dẫn cô nàng đến một khoảng đất trống rồi dậm chân ra hiệu. Công chúa tóc vàng hiểu ngay rằng nó đưa cô đến nơi có mạch nước nên điên cuồng đào bới. Quả nhiên cô nàng đã tìm được nước để uống, sau đó liền bắt côn trùng ăn cho qua cơn đói. Sáng hôm sau, nữ chính tiếp tục gặp ảo giác về bà ngoại quyền lực hiện về trách móc. Quá tức giận, cô nàng nhào tới đấm thẳng vào ảo ảnh nhưng lại trúng tảng đá. Đến đêm, ảo ảnh về cô công chúa điên lại hiện về, đó chính là Phan Ca, yêu quái huyền thoại trong những câu chuyện mà tóc vàng được nghe. Lần này công chúa điên xúi nữ chính hãy đốt trụi cả thế giới nếu muốn thay đổi nó. Sáng hôm sau, con kỳ lân quay lại đánh thức công chúa tóc vàng và ra hiệu cho cô đi theo nó. Lần này con ngựa dẫn cô đến chỗ con quái cua khổng lồ ép cô phải chiến đấu. Dùng phép thuật không được, Cirilla điên tiếc vác tảng đá lớn rộng thẳng vào đầu con quái tiễn nó về Tây Thiên. Nhưng con ngựa cũng bị thương khá nặng ở bụng, nữ chính đành phải trổ tài làm bác sĩ rồi sau đó động viên nó đi tiếp. Nhưng vết thương trên bụng con ngựa ngày càng lan rộng khiến Cirilla tuyệt vọng. Ảo ảnh của công chúa điên xuất hiện xúi cô nàng dùng phép thuật lửa để cứu con ngựa. Dù biết đây là điều bị cấm kỵ nhưng không còn cách nào khác nên nữ chính đành liều mình triệu hồi phép thuật lửa. Bình thường Jennifer dạy dắt cả họng cô nàng cũng chẳng tiếp thu được gì, nhưng lần này chỉ thử một lần duy nhất cô công chúa đã thi triển được phép thuật. Con ngựa được chữa khỏi thì lập tức bỏ chạy để lại công chúa tóc vàng với ảo ảnh của Phan Ca. Công chúa điên thuyết phục Cirilla hãy đắm mình trong ngọn lửa phép thuật bị cấm kỵ để lập lại trật tự cho thế giới này. Đã cảm nhận được sự kỳ diệu từ phép thuật lửa nên nữ chính không ngại làm theo. Nhưng sức ép của nó quá lớn cộng thêm nhiều ngày lang thang trên sa mạc khiến cô nàng kiệt sức ngất đi. Lúc tỉnh dậy, Cirilla bị những người đàn ông lạ mặt lôi đi. Bên kia chót nhỏ đến nơi ở của bộ tộc cây để tìm Gerald. Bộ tộc này vốn chẳng ưa gì con người nhưng anh nhà thơ có biệt tài thao túng tâm lý bằng ca hát nên đã thuyết phục được những người lính canh cho anh vào làng. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của nam chính, chót nhỏ không khỏi đau lòng. Tuy vậy anh vẫn phải nói sự thật rằng Cirilla đã bị người Ninfga bắt được. Vốn không chịu ăn uống gì, giờ đây nghe tin về con gái khiến nam chính thay đổi hoàn toàn. Anh bắt đầu đòi ăn và chấp nhận chữa trị theo cách của người cây. Nhưng chân còn chưa lành, anh chàng đã chống gậy đòi rời khỏi khu rừng để đi tìm con gái. Vì được giao nhiệm vụ phải giúp thợ săn hồi phục nên Milva quyết định ngăn anh lại. Tin tức nữ chính bị đưa đến Ninfga cũng đã đến tai Jennifer. Cô cho rằng sự việc nhất định do Vinji Force gây ra nên đã hợp sức cùng bà hiệu trưởng và các pháp sư khác truy tìm hắn. Tuy vừa cùng nhau trải qua thời khắc sinh tử nhưng nhìn những tội ác mà tên phi công trẻ gây ra, Philippa và Tissa lại khẩu chiến với nhau. Quá mệt mỏi với những màn đổ lỗi cho nhau của cặp bạn già, cô nàng dị dạng phải đứng ra giảng hòa đôi bên và yêu cầu mọi người chuẩn bị chiến đấu. Bên kia, Fring, Ila và nữ hoàng yêu tinh đến gặp lửa trắng để bàn kế phòng bị. Cô nàng da đen muốn được phục chức đồng thời để Francesca có toàn quyền lãnh đạo các yêu tinh. Nhưng em hai không đồng ý, ông ta muốn tiếp tục dùng những yêu tinh tinh nhuệ nhất làm khiên chiến đấu để hạn chế thiệt hại của quân mình. Về phía pháp sư Chọc cũng đang bị Visimir trách móc vì để Radovid mất tích. Nhà vua tức giận nên quyết định áp lệnh trừng phạt lên Daicha và Philippa. Cùng lúc đó, sau một thời gian điều trị, Gerald đã bắt đầu tập luyện nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Vì lo cho con gái nên nam chính mặc kệ cơ thể tàn tạ của mình, bất chấp đi tìm con. Thế nhưng vừa đi được vài bước anh lại đau đớn gục xuống. Lúc này Milva đưa cho anh một cái mề đay rồi động viên anh hãy tiếp tục hồi phục sức khỏe.
Bên kia Jennifer cũng phải gặp bà hiệu trưởng để nói bà hãy thôi ủ ê thất tình vì tay phi công trẻ mà đứng lên bảo vệ những người thân thiết, lấy lại sức mạnh của mình. Nhưng ngay sau đó khi cô nàng dị dạng cùng các chị em pháp sư làm tang lễ cho các thực tập sinh bị tên phi công trẻ hại chết thì bà hiệu trưởng lại tự kết liễu mình để chuộc tội. Không còn chỗ dựa về tinh thần, Jennifer liền đến tìm Gerald. Cô tuyệt vọng cho bạn trai biết chuyện bà hiệu trưởng đã ra đi và cô đang không biết làm thế nào để tiếp tục chiến đấu. Nam chính yêu cầu cô tìm cách chữa trị vết thương cho mình để trả thù Vinji Force và đòi lại con gái từ tay em hai. Nghe vậy cô nàng dị dạng liền thi triển phép thuật nắn lại những khớp xương cho người yêu. Lúc này Radovich cũng đã trở về dưới sự hỗ trợ của Philippa. Nhưng thay vì ở lại nhận sự bảo bọc của anh trai, hoàng tử lại xin nhà vua cho mình rời đi để theo đuổi tình yêu với chàng chót nhỏ. Bên kia Philippa đã trở về và thấy Dai Cha rất tức giận khi bị Visimir đòi phải có người chịu trách nhiệm về sự việc vừa rồi. Ông định tự kết liễu để cô nàng tóc xù được sống nhưng cô ả lại không cho phép điều đó xảy ra. Cô cho biết mình đã an bài một kế hoạch khác và ngay sau đó nhà vua bị sát hại. Phía nữ hoàng yêu tinh và Frink Ila cũng đang bất đồng quan điểm. Francesca muốn bảo vệ đội quân yêu tinh của mình nên cho rằng phải tiếp tục nhẫn nhịn em hai. Trong khi đó cô nàng da đen lại nghĩ họ nên giải thoát cho công chúa tóc vàng và xây dựng một đế chế riêng. Vì không thuyết phục được nữ hoàng yêu tinh nên Frink Ila đành nói ra việc lửa trắng đã hạ lệnh giết công chúa yêu tinh. Việc này khiến Francesca rất tức giận vì người mà mình tin tưởng lại chấp nhận kế hoạch của kẻ thù, đi giết con của cô để ép cô phải chiến đấu. Sự việc cũng khiến mối liên kết giữa cặp đôi này tan rã từ đây. Quay lại phía Philippa và Dai Cha, sau khi sát hại vua Visimir đã đưa Radovich lên nối ngôi anh trai. Sự việc quá bất ngờ nên anh chàng si tình không thể thực hiện được kế hoạch bỏ đi mà chỉ biết chấp nhận chiếc vương miện trên đầu. Bên này cô nàng dị dạng quyết định đứng lên lãnh đạo những pháp sư còn lại chiến đấu trả thù Vinji Force. Cùng lúc đó Zara đến tìm chót nhỏ bày tỏ sự hối hận vì đã cùng đội quân yêu tinh chiến đấu dưới sự chỉ huy của lửa trắng. Nghe chuyện này, nam chính liền đi ra hóng hớt và được biết đây chính là cậu bạn từng giúp đỡ Cirilla trước khi cô bé gặp anh. Zara muốn nam chính gửi lời xin lỗi của anh đến cô công chúa tóc vàng rồi bỏ đi. Nhưng Gerald không có nhiều thời gian để bận tâm về việc này, anh chăm chỉ tự chạy chữa cho mình và tập luyện trở lại. Thấy bản thân đã ổn, anh thợ săn quyết định lên đường đi tìm con gái. Tại Ninfa, em hai đang tổ chức lễ phong tước cho một cô gái có ngoại hình giống hệt Cirilla và để cô thừa hưởng tất cả tước vị quyền lợi của nữ chính. Trong khi đó cô công chúa tóc vàng thật lại đang bị nhốt cùng với người của băng chuột. Anh chàng mắt xanh liền dụ cô nàng cùng gây rối để thoát khỏi những tên bậm nhậu đang giam giữ họ. Trong lúc một tên khốn lao vào đánh mình, cô nàng đã nhanh tay thó được con dao. Đúng lúc này người băng chuột xuất hiện đánh tan nhóm bậm nhậu và giải cứu luôn Cirilla. Nhưng để giành được tự do, công chúa tóc vàng phải chiến đấu với tên bậm nhậu cuối cùng. Vì đã được luyện tập khá nhiều nên cô nàng tóc vàng không khó khăn để hạ gục tên bậm bằng một cú xiên que qua cuống họng. Trong khi đó nam chính và anh nhà thơ đang phải hối lộ để được đi qua một ngôi làng. Vốn dĩ đã đổi chiếc mề đay vàng để được đi qua nhưng thấy tên gác cổng có thái độ sắc sược, anh liền quay lại thể hiện bản lĩnh chiến thần. Bọn lính kéo đến ngày một đông nhưng với hào quang nam chính, anh thợ săn đã nhanh chóng hạ gục từng tên. Đáng nói hơn khi quân tiếp viện kéo đến cô nàng Miuva bỗng xuất hiện hỗ trợ anh. Sau khi hạ gục toán lính, Gerald tha mạng cho một tên để hắn về chuyển lời với em hai rằng anh đang chuẩn bị tới để giải cứu con gái mình. Anh không biết rằng công chúa tóc vàng trong lâu đài chỉ là đồ giả. Cô con gái nuôi của anh đang nhỏ những giọt nước mắt yếu mềm cuối cùng vì đã giết người. Bản lĩnh của cô nàng nhận được sự tán thưởng của băng chuột, cũng từ đây nữ chính quyết định đổi tên mình thành Fanka. Bộ phim có cái kết mở cho thấy nam chính sẽ bằng mọi cách đi tìm con gái nuôi, còn cô nàng sẽ tự dựng lên một đế chế mới, rũ bỏ hoàn toàn sự vô dụng của mình trong thời gian trước đó. Ngoài ra Jennifer cũng bắt đầu mang hình bóng của người sẽ đứng đầu hội pháp sư, quyết dọn sạch đường để khi bạn trai đón được cô công chúa tóc vàng về thì đó sẽ là một thế giới tốt đẹp. Nhưng làm thế nào để họ thực hiện được tất cả những điều đã dự định thì phải chờ phần 4 để xem. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!